Ơi, xin chào quý vị, hãy cho mình đang có mặt ở góc đường Lý Tự Trọng với lại đường Đồng Khởi nè. Bên tay trái là công viên Chi Lăng cái gì, và nhà Vincom Center nè. Tối ngày 15 tháng 8 2017 và phía trước là ngã tư Đồng Khởi với lại đường Lê Thánh Tôn. Đồng Khởi ngày xưa là đường Tự Do nè cái gì. À, bên phải như là tòa Đu Chính. Chính cái gì bây giờ là tòa nhà ủy ban á. Bên tay trái là khách sạn lâu đời nhất Sài Gòn nè, Hotel Continental, có từ năm 1880 cái gì, một trăm mấy chục năm rồi nè. Và cạnh đó là nhà hát thành phố. Đây là quảng trường Lam Sơn cái gì. Đây là khách sạn Caravelle, đằng sau đó là Sheraton năm sao á. Rồi, đây đường Đồng Khởi. Không phải gì, đây là đường Nguyễn Thiệp. À, bên phải là khách sạn Bông Sen. Bên trái là đường Đông Du cái gì ha. Đây vừa phải là đường Mạc Thị Bưởi, phía trước là cà phê Catina là cái gì, nổi tiếng từ Sài Gòn trước 75 á. Rồi đây khách sạn Palace Sài Gòn gì. Okay. Rồi đây đường phố đi bộ Nguyễn Huệ là cái gì, dạng dòng quý vị xem nha. Tối gần 10 giờ ngày 15 tháng 8 2017. Nhìn thấy người ta đi dạo không? Nhiệt độ bây giờ khoảng 27 độ C, mát mát gì. Đó, mấy cửa hiệu thì vẫn còn mở nè. Bên tay trái là khách sạn Rest đó gì. Đây là siêu thị Vincom. Rồi phía trước đây là tòa Đu Chính, bây giờ là ủy ban này. Đây khách sạn Rest hay gì. Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhớ gì nha. Bây giờ gần 10 giờ đêm rồi nè. Đó, đây là trung tâm khu quảng trường thời đại nè quý vị. Oh,
có cái đài phun nước á, lâu lâu phun nước lên đẹp lắm. Rồi đây là khu shopping, khu cà phê. Đó là chỗ gì khám phá Sài Gòn by night ha. Đây là ra đường Bạch Đằng, bờ sông Sài Gòn hay gì? À, nơi mà cắm cờ 11 nước ASEAN á. Bên phải cái gì đây là đầu đường Hàm Nghi nè. Thẳng vô là chợ Bến Thành đó gì. Cái cầu phía trên này là cầu Khánh Hội đi qua quận 4 đó. Phía trước là cái đường hầm Thủ Thiêm ấy gì, và bên phải là khu ngân hàng. À, hãy con mình vòng lại bến Bạch Đằng cho chị xem về đêm nha. Bên tay trái vậy nhìn vô khu Downtown quận 1 nè, cái tòa nhà Bistecco cao nhất đó vậy. Bên phải là bến Bạch Đằng ha, lá cờ 11 nước ASEAN nè. Bên tay trái là đầu đường Nguyễn Huệ nè, vậy phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Đẹp không? Và bên tay trái đây là khách sạn Majestic. À, đây đầu đường Đồng Khởi nè, gì đường Tự Do ngày xưa đó. Ở đây khách sạn Sài Gòn Riverside cổ kính thời thuộc địa nè, có từ thời xưa, từ Pháp hay gì. Khách sạn rất là đẹp như vậy. Đây là cái Liberty Center. Và đây là tượng Trần Hưng Đạo, công viên Bạch Đằng đó gì. Tòa nhà cao này của Vietcombank á. Đây tượng ông Trần Hưng Đạo buổi tối nè. Tối thui à. Đây là bến Bạch Đằng nha gì. Ơi chạy dọc bến Bạch Đằng cho quý vị xem. Ra đây cho cái gì xem con sông Sài Gòn sau cơn mưa. Hơi tối vắng vắng cái gì. À nay có hàng rào nó không cho mình leo ra. Rồi đây cầu tàu nữa gì.
thì thấy tàu biển nè. Đó. Tàu này đang sửa gì thuộc Panama. Rồi thấy không? Ban đêm sáng rực luôn. Đó, và xa đằng kia đó là khu cao ốc, khu Thị Nghè đó gì. Mà cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên mua một căn hộ ở đây nè. Và gần đó là cầu Sài Gòn đó gì. Đó. Và nhìn vô trong này là thấy khu Bạch Đằng, Bến Bạch Đằng ngày xưa nè. Khu Bộ Tư lệnh Hải quân ở đây nè quý vị. Bây giờ nó cũng là doanh trại Hải quân nè. À, thấy không? Có lính hải quân gác đó. À, và nhìn qua đây là tượng ông Trần Hưng Đạo như gì? Bến Bạch Đằng đó. À. Xa đằng kia là đầu đường phố đi bộ Nguyễn Huệ đó. Rồi, bên kia là quận 2 cái gì? Thì thấy cái bảng quảng cáo Heineken đó. Đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm là bên kia đó, vậy đang xây đó. Đó, ok. Và thủy triều bây giờ là đang lớn nhưng mà chuẩn bị ròng cái gì, thấy nước bắt đầu nó xuôi về phía hạ nguồn nè. Tối quá nên gì nhìn thấy rõ ha, đó lấp lánh đó. Ok, Hải Cao Minh đã có mặt bên bến Bạch Đằng cạnh dòng sông Sài Gòn. Dòng sông này nó bắt nguồn từ cao nguyên Hớn Quản giáp giữa Campuchia với lại Bình Phước, Đắk Nông ấy vậy. Nó dài khoảng 250 cây số, nó chảy qua tỉnh Tây Ninh cặp với Bình Dương, vô Củ Chi, Sài Gòn và nó đi xuống Nhà Bè gặp sông Đồng Nai và đổ ra cửa biển Sòi Rạp về Vũng Tàu ấy vậy, và chảy ra biển. Dòng sông gắn liền với tên gọi Sài Gòn, sông Sài Gòn. Và từ đây có thể ra biển Đông, thấy Bình Dương mênh mông, đi qua bên kia bán cầu. Và tàu biển này có thể đi khắp năm châu trên thế giới gì, bốn biển đó. Và trời đang chuyển mưa, mây trắng bay, thiên nhiên vẫn luân hồi. Tức là mặt trời soi sáng mặt nước biển, nước hồ bốc hơi bay lên tạo thành mây, mây bay về dướng núi, rồi mưa, rồi nước mưa sẽ theo sông suối về sông lớn và lại đổ ra biển cả, rồi lại bốc hơi, tình sâu nghĩa nặng như muối biển cái gì, mặn nồng nó động lại, những vui thăng hoa luân hồi tái kiếp. Cứ như vậy mà hàng triệu, hàng tỷ năm trái đất cứ dòng xoay và con người cứ hết thân phận này đến thân phận khác và tiếp tục luân hồi trong vòng bất tử đó. Nên vui buồn, sướng khổ rồi mấy mươi năm như một chớp mắt. Giống như Trịnh Công Sơn nói, vết mực nào xóa bỏ không hay quý vị. Nên cuộc đời vô thường. Điều quan trọng nhất là hôm nay mình cảm thấy happy, mạnh khỏe. Còn làm được điều gì, giúp ai được, cố gắng quý vị ha. Ok, hãy suy nghĩ như vậy và cứ vui với niềm vui của cuộc đời. Mong quý vị bình an, mạnh khỏe, happy nha. Thank you, good night quý vị. See you.